Dạ vâng, hello, xin chào cả nhà nhé. Chào mọi người đã quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay nhé. Thì bên em duy trì các dòng MacBook Pro và E loanh quanh từ 4 triệu đến 20, 25, 30, 35 triệu MacBook Pro M1, M2. Thì hôm nay em đây mới về một lô toàn mấy cây máy đẹp thôi nhá, giá lại cực kỳ tốt luôn. Thì em cũng lên báo giá cho mọi người luôn, bắt đầu lấy được máy nào thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cho em nhé. Đấy, giá đợt hôm nay em đi thì giá rất là ok, rất là hợp lý rồi. Thì bây giờ em sẽ lần lượt lên từng con lần lượt báo giá cho anh em nhé. Anh em lấy máy nào thì mọi người cứ nhắn em nhé. Có cả con M1 này thì có bóc luôn nhé. Đầu tiên đây là mọi người một con MacBook Pro 2018 này. Con này thì nó có bị một cái icon dính ở đây mọi người nhé. Đấy, một cái icon dính ở đây nên là giá nó cũng rất là rẻ thôi. Này, ngoại hình của máy này, con này được cái là nó là cấu hình của nó là bản 4 cổng mọi người nhé. Bên đây hai cổng Type-C này, đó. Bản 4 cổng thì nó sẽ cấu hình nó sẽ mạnh hơn là bản hai cổng nhé. Ngoại hình thì rất là ok, rất là đẹp luôn. Người thấy không? Đây nhá, bên này hai cổng Type-C nữa, một cổng 3.5 này. Máy thì không có cấn móp gì đâu, chỉ duy nhất bị một cái sticker ở đây này. Là một cái, nói chung cái này ở đây cũng có cái ticker hơi mờ mờ nhưng mà nó mờ đó, một cái thì rõ hơn đây nhá. Như mọi người thấy đấy, riêng cái con bản 4 cổng thì nó có thêm cái rãnh này này đấy, bản hai cổng nó sẽ không có đâu. Đây là series của máy này, đấy series của máy đây, rất là ok luôn nhá, mặt trước mặt sau MacBook Pro 2018 nhá. Để em xem con này cấu hình như thế nào. Em sẽ quay lướt qua quay nhanh cho mọi người thôi nhé. Đây bảo một vân tay kiểu đầy đủ, máy thì đủ chức năng không lỗi mọi người nhé, máy đủ chức năng không lỗi luôn. Máy giá máy của bên em báo thì là có sạc đi theo rồi mọi người nhé, có sạc và túi chống sốc đi theo rồi, bắt đầu lấy thì cứ nhắn tin cho em. Đấy, tút ba kiểu gì vẫn hoạt động bình thường, máy không lỗi nhé, máy không lỗi đâu. Màn biết là kiểu đẹp 13,3 inch nhá. Đây này, con này là đang chạy macOS Big Sur nhá. À đây, con này là 2019 cơ. macOS Big Sur này. Bộ xử lý là 2.4 i5 nội từ nhá. Đấy, RAM 8 này. Đây, series của máy đây, trùng vỏ nhá. MacBook Pro 2019. Báo cáo hệ thống này. Nguồn điện này. Đây, con này sạc 375 lần pin còn là 3K7 nhá. Pin 3K7 là chúng nó dùng tầm 4 đến 5 tiếng nhá. Dùng khoảng 4 đến 5 tiếng MacBook Pro 2019 nhá. Để cho mọi người giá là 9 triệu nhá. 9 triệu của cái rẻ luôn đúng không? MacBook Pro 2019 bản tốt 3 đầy đủ. Bản tốt 3 đầy đủ luôn. Giá 9 triệu thôi. Vào lấy thì mọi người nhắn em nhé. 9 triệu MacBook Pro 2019, ngoại hình rất là đẹp, bản cấu hình cao 4 cổng luôn. Đó. Máy không lỗi chức năng đâu nhá. Không lỗi chức năng đâu. Tiếp theo lên cho mọi người một con nữa này. Con này MacBook Pro 2015 nhé. Đấy, ngoại hình thì cũng tương đối là đẹp cho mọi người nhé, đây. Đây mọi người nhìn này, ngoại hình này. Đấy, rất là ok, rất là đẹp luôn nhá, không có cấn móp gì đâu nhá. Cái đời 2015 này thì là táo phát sáng mọi người nhá, cân nặng của con này rơi vào tầm có độ khoảng 1,6 1,7 cân gì đấy. Đời 2015 thì nó có cổng, cổng này là đầu đọc thẻ mọi người nhá, mọi người có thể cho đầu đọc thẻ vào đây để đọc thẻ khi mọi người quay phim chụp ảnh các kiểu ấy. Đây là cổng HDMI để chuyển lên TV này. Cổng USB này. Máy rất là đầy đủ các cổng, bên này thêm một cổng USB và cổng 3.5 này, đó. Chân sạc này. Mặt sau mặt trước đều ok hết nhé. Đấy, MacBook Pro 2015. Model là A1502 nhé. Ngoại hình rất là đẹp, con này giá 7. Đợt này đợt trước em bán 5 triệu 6, đợt này em giảm xuống còn 5 triệu 4 nhé. Giá nó cũng giảm rồi, hạ nhiệt rồi. MacBook Pro 2015. Màn 13,3 inch nhé, giá 5 triệu 4. Đấy, màn ấy kiểu rất là ok, rất là đẹp nhé. Bắt đầu lấy thì mọi người cứ alo cho em. Một con duy nhất thôi nhé.
5 triệu tư. MacBook Retina, màn cái này màn Retina 2K mọi người nhá. Đó. Máy thì không nổi chức năng đâu, em bán máy toàn là máy không nổi chức năng, không MDM, không ai cửa lao mọi người nhá. Mua máy về mọi người bao mọi người reset thoải mái luôn, reset cập nhật các kiểu thoải mái, không không lo mọi người nhá. Đây nhá, đang chạy macOS Catania Retina 13 inch 2015 này, 2.7 i5 loại kép này, RAM 8 này. Đây series đó, rất ok. Nó ổ của nó là 128 GB mọi người nhá, MacBook Pro 2015 i5 RAM 8 của SSD 128 GB, màn miếc các kiểu thì đẹp, cam miếc không lỗi chức năng, không lỗi chức năng đâu nhá. Giá con này em thanh lý, em bán cho mọi người 5 triệu tư nhá, 5 triệu tư một cây nhá. Đấy, cây này thì pin miếc các kiểu thì cũng còn ok nhá. Đây pin này, cái đời 2015 này thì màn nó bao chất rồi, không bao giờ lỗi đâu, mọi người yên tâm mà dùng nhé. Sạc 170 lần pin còn 4K à 5K đây này. Đấy, cực kỳ ok rồi. Bao giờ lấy thì alo trực tiếp cho em, alo gọi điện nhắn tin qua 2015 nhé. Đây mọi người nhìn này, mọi người nhìn này, đấy máy nó dùng ít, cái bản nền nó rất là chắc chắn này, bề lên bề xuống để như thế nào cũng được luôn nhé, bản ấy rất là ngon luôn. Giá là 5 triệu tư. Tiếp theo lên mọi người một con nữa nhá, cũng là con này thì cũng là Pro 15 nhưng con này đẹp hơn con vừa xong một tí. Con này đẹp hơn nha mọi người nhá. Đấy, con này màu ngoại hình nó đẹp hơn thì con này giá là 5 triệu rưỡi, ngoại hình đẹp hơn. Đây, đầy đủ với là cổng kết nối nữa nhá. Con 2015 này thì mua về làm nhạc, học tập thì cũng khá ok đấy. Con này thì cũng được anh em săn đón nhiều hơn các đời sau. Tại vì cái đời này nó đầy đủ các cổng kết nối mà. Học tập dạy học các kiểu thì nó cũng đủ dùng, pin cũng thoải mái 4-5 tiếng. Rất là ok. Nó chả có đơ lag giật thì cả, máy dùng rất là sướng. Đấy, ngoại hình thì rất là ok, cực kỳ đẹp luôn rồi. Phím này mọi người cần thì có thể thay US nhé, thay US thì thêm cho em một ít tiền nữa thì do nó dễ dùng, còn nếu không thì cứ để GA dùng cũng được, không không có vấn đề gì đâu nhé. Đó. Màn của nó thì là kiểu thiết kế kiểu tràn viền, rất là ok, rất là đẹp luôn nhé. Máy full chức năng không nối nhé, không MDM, không ai cửa lao. Con này thì 5 triệu 5 triệu 5,5 triệu nhé. Con này màn nó đẹp hơn, ngoại hình nó cũng đẹp hơn, tất cả mọi thứ của con này thì nó đẹp hơn con vừa xong. Đây giới thiệu này. Đây mọi người nhé, đang chạy macOS Catania 13 inch 2015 này, RAM 8 này, ổ SSD của nó là 128 GB này. Đây RAM 8 đây nhé. Đấy, ổ SSD 128 GB. Pin của con này thì đây pin này sạc 397 lần pin còn 5K, dùng rất là ok, tầm 4-5 tiếng thoải mái, hợp lý cho mọi người. Đó, vào lấy mọi người alo em nhé. 2015 mới về luôn đấy. Đây là lần đầu tiên em lên video đấy. Bác nào cần test máy cụ thể hơn thì mọi người cứ nhắn tin cho em nhé. Đấy, mọi người nhắn tin Zalo cho em sẽ quay video test máy gửi cho mọi người. Mọi người ưng thì chốt, không ưng thì thôi, không vấn đề gì cả. Tiếp theo lên mọi người con này thì hàng càng con này thì hàng khá là hot nhé. Con này thì chả có mà bán tại vì cái giá nó rẻ mà nó lại có tút 3. Đấy, con này MacBook Pro 2016 bản tút 3 nhé. Ngoại hình các kiểu thì rất là ok, rất là đẹp, màn đẹp luôn nhé. Cái đời này tìm một con màn đẹp thì rất là hiếm đấy, tại vì đa phần đều bị ám thôi, nhưng con này của em là màn đẹp không ám nhé, rất là ok luôn. Ngoại hình này không cần móp, không chảy xước gì cả nhé, ngoại hình cực kỳ sắc nét luôn này. Đấy, bản 4 cổng Type-C nhé. Đây cấu hình đời cao thì nó có thêm cái rãnh này như em vẫn nói cho mọi người, A1706 nhé, MacBook Pro 2016 này bản tút 3 đầy đủ đây, tút 3 đây. À, thành tút 3 đấy, mặt trước mặt sau kiểu máy rất là đẹp nhé. Giá này 7 triệu rưỡi, MacBook Pro 2016 bản tút 3 nhé, i5 RAM 16 SSD của nó là 256 GB cơ.
Đấy, con này bán ra 16 nên là giá của nó cũng khá là hợp lý rồi, 7 triệu rưỡi cả sạc nhé. Cả sạc và túi chống sốc nhé. Đó. Em bác nào lấy mọi người nhắn em. Vì có một con thôi, tại vì cái đời này em thì em cũng hay nhập máy đẹp thôi, còn máy xấu thì em không 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 nhập, nên là nó không có nhiều máy đâu. Đây này, MacBook Pro 2016 13 inch này. Bộ xử lý 2.9 này. i5 RAM 16 này, đó. Ổ lưu trữ 256 GB đây mọi người nhé. Đây là 256 GB này. RAM 16 GB này. Con này pin cũng còn rất là tốt nha, pin con này còn còn đến tận 4K3 cơ đây này. Pin là đến 4K3 cơ, rất là hợp lý rồi. Mua về sử dụng 4 5 tiếng, 6 tiếng rất là ok, rất là hợp lý. Máy không có lỗi đâu nhá. Máy không có lỗi đâu. Bác là mua thì mọi người nhắn em nhé, MacBook Pro 2016 máy sử dụng ít hay nhiều đây mọi người nhìn này. Đó, rất là hợp lý rồi, đó rất là hợp lý rồi, bác lấy alo em nhé. 7,5 triệu. Tiếp theo lên là mọi người một con EM1 nha. Con này thì em đã gửi kèm cho mọi người thêm một cái bóc mọi người nhé. Đây bóc thì có sạc và sạc sạc cũng sạc zin rồi, nó đang chặt quá thôi em không lấy ra nữa nhá. Đây nha, MacBook EM1 con này pin 100% luôn nhá, pin 100% luôn. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo em, pin 100% luôn, ngoại hình cũng ok, tương đối rất là ok rồi. Đấy, ngoại hình kiểu này. Sạc 57 lần, pin 100%. Màn biết các kiểu đẹp, máy full chức năng không lỗi, vân tay vân tủng đầy đủ, không lỗi gì cả. MacBook EM1 pin 100% thì nó dùng tầm từ 10 đến 12 tiếng nhé, màu gray nhé, không có ta không bị dán tích cơ tích kia gì cả. Đấy, MacBook E cho bác nào lấy về cần một con nhẹ nhàng pin trâu dùng ok ngon thì báo em nhé. Đấy, MacBook E màn của con này thì là 13,3 inch Retina mọi người nhé, giá con này để cho mọi người 13 triệu nhé, 13 triệu tròn luôn, pin 100% luôn mọi người nhé. Đấy, ngoại hình thì cũng tương đối là đẹp, không có xấu đâu. Pin 100% luôn, em sẽ mở cho mọi người xem. Mẫu em một mới tinh bây giờ rơi vào tầm 18 triệu mọi người nhé. Con này thì pin 100 thì 13 triệu thì nó rẻ hơn, mọi người mua máy mới thì rẻ hơn được tầm 5 triệu, 6 triệu rồi. Đây nhá, MacBook EM1 RAM 8 này, series dùng vỏ cho em, máy chưa sửa chữa gì đâu nhá. Ổ lưu trữ 256 GB này, tổng quan này. Đây pin pin của nó đây. Pin của nó đây, 100% sạc 57 lần này. Pin 100% luôn này. Đấy, pin như con này thì dùng thoải mái tầm 10 đến 12 tiếng on stream luôn mọi người nhá, pin lại dùng liên tục ấy, on stream luôn 10 đến 12 tiếng rất là ok luôn. Đấy, bác là lấy thì cứ nhắn cho em nhé. Một con duy nhất. Bán xong lại về con mới. Đó. Cực kỳ hợp lý luôn này. Màn biết kiểu nói chung cái dòng này thì nó bền lắm, cái dòng 2020 này nó bền lắm nên mọi người mua cứ yên tâm, kể bảo vân tay từ đây đủ hết, không lỗi gì đâu. Đây này, đó. Vân tay kiểu đầy đủ hết. Và lấy alo em nhé, một con duy nhất giá 13 triệu. Cả sạc cả bóc cũng có bóc luôn rồi. Màn đây. Màn trắng rất là ok, cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây mọi người nhìn này. Cái đời này nó ít ám màn nên mọi người yên tâm nhé, cái đời M1 2020 này thì rất là ok luôn nhé. Đó, màn biết kiểu cực kỳ ok, cực kỳ đẹp. Mấy cái này không có nào ám màn ám mủ gì đâu nhé. Mọi người cần, bác nào cần thì cứ bác nhắn tin em sẽ quay video test thêm cho mọi người cho yên tâm. Đấy, không không sợ mất thời gian. Đó, em xin phép các bác là sẽ dừng video ở đây nhé. Hôm nay mới về có từng này con thôi, thì video test kỹ thì có thể là về sau này em sẽ lên lại video mới. Đây là em sẽ nhá, trước nói chung là máy nano này thì em mới nhập về đấy, mới nhập về thì bác nào alo lấy được máy nào thì nhắn em trước, nếu mà chưa yên tâm thì em sẽ quay video cho. Đấy, con 2019 này đang rất là rẻ này, giá chỉ có 9 triệu bản 4 cộng đầy đủ luôn. 2019 bản 4 cổng nó chỉ dính một tí cái kia thôi, rẻ hơn được cả triệu bạc rồi. 2019
2.4, RAM 8 ổ 256 GB. Giá 9 triệu tròn nhé. 9 triệu tròn. Đây, bị đúng một cái chấm ở đây đấy, cho mọi người nhìn kỹ này. Đó. Mọi người nhìn kỹ này một chút. Em xin chào các mọi người đã sẽ dừng video ở đây mọi người nhé. Bắt đầu lấy thì mọi người gọi điện hoặc là nhắn tin qua cho em với.